Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu với thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8. Thì đầu tiên chính là thông báo của Mỏ Cày Bắc về việc truy vết các ca F1, F2 liên quan đến ca F0 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất khẩu Phạm Đăng. Thì để thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hòa Lộc, nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hòa Lộc xin thông báo đến nhân dân trên địa bàn xã được biết với nội dung như sau. Người dân nào có làm việc hoặc tiếp xúc trực tiếp với công nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất khẩu Phạm Đăng, địa chỉ ấp Hòa Hưng, ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8, xin liên hệ ngay để trạm y tế xã Hòa Lộc để khai báo y tế và xác định yếu tố dịch tễ. Lý do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất khẩu Phạm Đăng có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hòa Lộc xin thông báo đến nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện theo tinh thần của thông báo này. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là mà hôm qua có một cái thông tin trên mạng xã hội không đúng về xã Đại Hòa Lộc. Thì vừa qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số bài viết hình ảnh phản ánh không đúng về công an xã Đại Hòa Lộc. Cụ thể về việc anh Trần Văn Hết, ngụ ấp Bình Lộc bị tai nạn vì phó công an xã Đại Hòa Lộc truy đuổi nạn nhân trên đoạn đường 5 km dẫn đến tai nạn. Khi gây ra tai nạn, công an bỏ mặc người dân không kịp thời cấp cứu. Thông tin này làm cho cư dân mạng hiểu không đúng về sự việc. Qua camera giám sát an ninh trật tự tại ngã ba Dòng Cui tiếp giáp huyện lộ 40 thuộc ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc cho biết, thì vào khoảng 22:48 ngày 14 tháng 5 xuất hiện hình ảnh anh Trần Văn Hết chạy tốc độ cao tới ngã ba nhưng không rẽ mà chạy thẳng tông vào bờ đất phía đối diện, bị chấn thương nặng. Sau đó có một người phụ nữ đi xe máy trên đường Dòng Cui chạy tới rẽ trái và phát hiện có người bị nạn. Thấy có hai đồng chí công an xã tuần đi tới, người phụ nữ đã truy hô cho công an đến giúp nạn nhân. Thì hai đồng chí trong tổ tuần tra đã quay xe lại trực tiếp đến giúp nạn nhân là đồng chí Hà Minh Mẫn, đội phó dân phòng ấp Bình Lộc, chở đồng chí Nguyễn Thanh Liền, phó công an xã. Sau đó các đồng chí công an còn lại trong tổ tuần tra cũng đến hỗ trợ nạn nhân. Thì cuối video có hình ảnh ông Trần Văn Cum, áo màu trắng, khi được thông báo có em ruột mình bị tai nạn đã đến hiện trường. Thì qua xác minh thêm tình tiết được biết, người phụ nữ trong video clip là chị CTMB đã chứng kiến vụ việc từ khi phát hiện nạn nhân và kêu gọi lực lượng công an đến hỗ trợ. Khi đến công an xã thông báo gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ tuần tra công an xã Đại Hòa Lộc thực hiện đúng quy trình, lịch trình tuần tra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt trước khi thực hiện. Thì lúc 22:35 ngày 14 tháng 5, tổ tuần tra do đồng chí Nguyễn Thanh Liền, phó công an xã làm tổ trưởng, trên đường đi tuần tra đến ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy chạy trước tổ tuần tra. Người thanh niên này quay đầu nhìn lại, thấy tổ tuần tra đã đột ngột tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên tổ tuần tra chạy theo để nhận dạng được đối tượng phục vụ xử lý về sau. Chỉ nhìn thấy ánh sáng đèn phía sau của đối tượng, không nhìn rõ biển số, chạy được khoảng 700m đến ngã ba lộ Dòng Cui và đường 40, không thấy đối tượng nên tổ tuần tra đã rẽ sang hướng xã Thạnh Trị để tiếp tục tuần tra. Thì chị CTMB phát hiện nạn nhân bị tai nạn và truy hô nhờ công an hỗ trợ. Anh Hết điều khiển xe máy có sử dụng rượu bia, điều khiển xe với tốc độ cao, khi đến ngã ba lộ Dòng Cui và đường 40 đã không làm chủ tay lái, chạy thẳng về phía đường của 40, bị chấn thương nặng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh Hết tại trung tâm y tế là 0.653 trên lít thở. Theo quy định điều 6 nghị định 100/2020/NĐ-CP, người điều khiển xe máy có nồng độ vượt quá 0.4 thì bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Thì từ vụ việc cho thấy nạn nhân có sử dụng rượu bia, chạy tốc độ cao, không điều khiển được tay lái dẫn đến tự té. Hậu quả là không do nguyên nhân truy đuổi của từ lực lượng công an. Trong suốt quá trình xảy ra vụ việc, có người chứng kiến và camera ghi lại cụ thể nên có thể đối chiếu kiểm chứng thông tin. Khi phát hiện nạn nhân, công an xã đã hỗ trợ nạn nhân tại hiện trường và liên hệ người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu và làm hết vai trò chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy trình tuần tra kiểm tra theo quy định, không có việc bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường như dư luận cộng đồng mạng đã nêu.
Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8, thì theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, từ tối ngày hôm qua lúc 6 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 27 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh lên 1.416 ca. Hiện tỉnh vẫn ghi nhận 30 ca tử vong và có 772 ca đã ra viện. Số ca dương tính mới ghi nhận bao gồm liên quan đến ổ dịch công ty khu công nghiệp An Hiệp là 19 ca, Ba Tri là 6 ca, 6 ca tại Ba Tri là thị trấn là 5 ca và An Bình Tây là 1 ca, và tài xế từ tỉnh ngoài về là 2 ca. Thì trong 27 ca ghi nhận thì có 24 ca trong cách ly và phong tỏa. Thì ngoài cộng đồng là 3 ca, bao gồm là 1 ca tại An Bình Tây, Ba Tri, sàng lọc phát hiện dương tính, chưa được cách ly y tế trước đó. 2 ca là tài xế từ tỉnh ngoài về, có địa chỉ tại Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh, là tài xế lấy hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đến chốt cầu Rạch Miễu test nhanh dương tính, chưa được cách ly y tế trước đó. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều.